Bữa nay ngoại chỉ cho con niệm Phật nè. Đọc phải. Niệm Phật mở trí thông minh, bao nhiêu nghiệp ác không rinh vào lòng. Dạ. Niệm Phật cứu được tổ tông. Dạ. Khỏi non nước lửa, khỏi vòng sông mê. Dạ. Niệm Phật tập hạ đời huề. Dạ. Một nhà xung hiệp chẳng hề ghét nhau. Quá hay luôn. Niệm Phật bớt sự ốm đau. Dạ. Bao nhiêu tật bệnh mau mau hết liền. Dạ. Niệm Phật có phước có duyên. Dạ. Tấn tài tấn lập bình yên cửa nhà. Niệm Phật ơn cái trả xong, nợ nần kiếp trước hết mong hết đòi. Mô Phật. Niệm Phật sẽ sống trọn đời, khỏi nơi nước lửa, khỏi nơi hung tàn. Quá hay luôn. Cho một tràng vỗ tay. Sao di chuyển sân khấu hoài vậy ngoại? Ngoại di chuyển sân khấu hoài. Alo, xin chào quý vị khán giả. Tám Sang lại đi nhiều chuyện nữa đây. Bây giờ đang đi trên quốc lộ, rượt theo một bà già, bà cụ. Tội nghiệp lắm. Cả nhà thấy xa xa bà cụ đang đi không? Đó, vác cái cây đi ngoài lề đường. Đó. Đó là tội nghiệp. Trời. Quay lại hình như bà cụ có linh cảm mà mình đi kiếm bà cụ, sao bà cụ quay lại vậy? Đó. Giống bàn chủ cái bàn không cả nhà? Đố cả nhà biết Tấm Sen đang ở đâu đây? Con trai ở đây là ở đâu con trai? Ở đây xã gì, huyện gì con? Dạ, huyện Bình Nam. Hả? Xã Phước Minh, huyện Bình Nam, tỉnh Bình Thuận. Xã gì? Xã Phước Minh. Xã Phước Minh hả? Dạ. Bỏ chân lên đây chú đạp cho. Dạ, cái yên này sau nó bị hư. Yên sau này bị hư hả? Dạ. Xã Phước Minh hả? Dạ. À. Rồi sao bằng cái xe đạp này yếu xìu vậy? Chú ngồi vô cho bánh đâu mà nó bị hư. Bị hư hả? Xã Phúc Minh hả? Dạ, chứ ngồi lên đi đây luôn rồi. Thôi, ở đây thôi, không ngồi nữa. Nhà con gần đây không? Dạ, nhà con ở đây là con vô. Ồ, bà đi đâu rồi bà? Bà đi đâu hả? Đi vô nhà ngoại con. Bà đi đâu? Đi vô nhà trường à. Nhà thương hả? Nhà trường học. Trường học nào? Đó. Đây là có trường học. Đây trên đó có trường học con. Bà đi vô lên trường học để làm gì? Đi về nhà. Về nhà hả? Nhà ở gần trường học. Ồ, nhà bà làm gì vậy đó? Tôi đi ăn xin tiền với lợn, tôi lụm nhôm nhựa. Bà lụm nhôm nhựa hả? Ừ. Nhôm nhựa đâu? Này. Vậy hả? Này. Bà có bán không? Con đang kiếm này, con đi mua. Có bán không? Có bán không? Kiếm này rồi nặng quá thì giờ là một ký. Thường mà bán nhiêu ký? Tôi bán 50 ngàn ký. Bán gì 50 ngàn? Bà nhiêu tuổi vậy? Đi là đây nắng gì đâu? Về chai gì bán 50 ngàn ký dữ vậy? Này về chai hay là bán vàng? Bán vàng mới 50 ngàn. Trời ơi, không chịu nói thiệt nữa. Bán gì 50 ngàn ký? Trời, cho tôi lụm nhôm nhựa. Để hả? Lụm chai. Dạ. Rồi tôi tới chỗ nhà khách đồ, tôi xin có khách nhiều, tôi xin tiền. Mà tôi không có xin vô tay, tôi xin giày đâu. Tôi không có vô tay, tôi khổ, tôi nghèo đâu. Dạ. Tôi hát thôi. Hát hả? Con cò lặn lỡ bờ sông, cò ơi sao lại quên công mẹ già. Quên công mẹ già hả? Hỏi rằng ai đĩ cò ra,
mà còn lại bỏ mẹ già không nuôi. Ây chà, hay dữ ta. Nhớ khi đi ngược giờ chui mẹ đi bắt tiếp mẹ nuôi được con. Những ngày mưa lũ gió to mẹ đi bắt tiếp nuôi con. Còn quên à. Vợ con còn để hai bên. Công cha nghĩa mẹ còn quên mất rồi. Cò ơi cò bạc như dơi, công cha nghĩa mẹ bằng đời núi cao. Cò ơi cò nghĩ thế nào, mẹ đi bắt chép lọt vào hố sâu. Nuôi cò cò lớn bằng đồng, nhớ khi còn bé bú bầu sữa ngon. Nhớ khi còn bé quảng con, bây giờ cò lớn cò còn nhớ không. Nhờ đâu có cánh có lông mà cò đã vợ bên công mẹ già. Ây da, hay quá, vỗ tay nha con. Vỗ tay. Vỗ tay ơi. Chị học sinh ở đây đó. À, nãy là học sinh đây. Quá mà. Con mượn nhà hàng cháu này chở bà đi lại đây chỗ không mát nghe. Bà không mát rồi bà hát mấy bài nữa nha. Hát mấy bài nữa con mua về chạy cho bà. Rồi. Giờ đội nón lá vô. Nè, con trai chở giùm bà. Chở giùm bà lại chỗ bóng nát, bóng nát ngồi. Ừ, mà mua bao nhiêu ký? Bà bán nhiêu ký con mua bấy nhiêu. Vậy thôi. Rồi, xong. À, bà đội nón lá để nắng nha. Đội vô. Chúng có cái nón này còn. Nón này nắng lắm. Cái đầu không. Hả? Chúng cái đầu không, tôi có cái nón này. Vậy hả? Ờ, chúng cái đầu không. Nắng lắm. Chúng có cái đầu không đó, tác hại hơn là cái này nó có đỡ rồi. Cái này đỡ hơn hả? Cái này tác hại hả? Đội nón này tác hại hả? Để cái đầu không nó. Rồi đi, 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 cháu nó chở bà đi lại nè. Nè, leo xe nè, ta leo lên xe Lamborghini để ta đi tốc độ cao. Xe này, xe này, xe này, xe này, xe này. Đó, xe này nè. Sao chú ngồi cái này được? Ngồi được, bây giờ bây giờ nè. Đây. Rồi bà ngồi một bên thôi. Tu cha ơi, ngồi hai bên luôn hả? Ây da. Để cái chân vô đây, coi chân đó, để ở đây. Rồi, để cái chân vô đây. Được chưa? Rồi được rồi, bà ngồi vậy đó nha. Rồi bà chạy đi đi, con lấy bà dây chai con chạy luôn. Chạy nó bóng nát mát rồi, từ từ từ. Chân té. À chỗ không chạy đó. Chỗ sửa xe chứ không kìa. Trời ơi, khổ không? Chưa nắng chân chắc. Tôi lấy một cái chai ngồi giữa đường. Để nghe thấy giọng lợi. Ừ. Người gặp lại bà đang đi chết. Thấy không? Ây. Bỏ bà đây nè. Ơ bà múa kìa. Múa con chân à. Trời, múa quá trời luôn. Múa con chân quá trời luôn kìa. Trời ơi. Đây nè. Đây nè, ngồi đây mát nè. Đúng rồi, đúng rồi. Chỗ này là chỗ của tôi. Chỗ nào? Đây. Chỗ này của bà hả? Đi cũng đi vô. Mà chơi cũng đi vô. Vậy hả? À, nó đó. Nó đó vậy mà. Bà nhau ở đâu mà bà đi lụm xa không? Lụm cũng xa, đi lụm thì xa. Từ chỗ gần. Ừ, từ chỗ là không có đoàn kết á. Hút thuốc mà nói là bạn bè đó, ừ. Bạn hữu á. Đó. Người ta là bạn hữu đường xa này nè. Bạn hữu giao lưu vỉa hè. Ừ. Đúng chứ đúng. Đúng mày. Ừ. Ừ. Ủa sao ngoại mời xong ngoại không hút? Có chứ. Ừ. Rồi. Nè. Bập vô, bập vô. Cái này mà thiệt của ngoại hút không? Đây. Ủa tôi cứu ai phần nấy rồi. Dạ. Chín mươi ba tuổi
Từ ở dưới nhà trường lên đây khoảng nhiêu cây chị? Hả? Từ dưới nhà trường dưới lên đây qua nhiêu cây? Chưa đầy cây. Từ trong nhà bác ra đây là 2 cây chứ. Chưa. Chưa. Làm đâu mà. Từ chỗ đây nha, tắt cái đèn dài dài ra để xong quẹo vô sớm nữa. Ở. Còn quẹo vô một khớp nữa. Mấy vòng. Đúng rồi, đi nhìn ra. Nhìn đó mà. Đi lên đi xuống, đi lên xuống hoài hả? Đi xuống phải là ngày thế à, chục vòng. Vậy hả? Tối cũng đi nữa hả? Rồi tối đi chi đi giữ ra ngoài. Đây đây giờ tới. Nha. Đây mà giờ tới. Bắp bắp bắp. Bắp 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 là gì? À hút á hả? Bắp. Bắp bắp bắp. Bắp bắp rồi để con hút với ngoại. Trời bạn hủ mà ngồi hút thuốc trên tivi nhìn kỳ lắm. Ủa sao lột ra tới 2 điếu à? Tại ngoại đó. Ngoại hút ngoại còn mời mấy anh chiến sĩ hút nữa. Nè. Ngoại nhiều nhà đông con không? Con 90 người luôn phải. Đông lắm hả? Đông lắm. Đông lắm hả? Đó cũng con á. Con á. Hả? Đông lắm hả? Con đó mà không nhìn nữa. À. Mất cỡ, có 2 chú mất cỡ, không nhìn mẹ. Vậy hả? Ừ. Không nhìn mẹ. Rồi mỗi ngày bà lụm được nhiêu tiền? Không cần. Không cần hả? Nó không có mức độ. Dạ. Ừ. Không, không, từ tí xíu nữa con bập. Bập bập à, con bập đâu, ngoại bập đi. Ăn cơm chưa? Ngoại ăn cơm chưa? Giờ này mà hỏi ăn cơm. Hả? Thôi con hút đâu. Sao vậy? Để dành nhường lại cho ngoại hút. Trời đất ơi, bà ngoại giang hồ không? Không giang hồ luôn. Đi ngoài đường múa, hát, hút thuốc. Phải bà ngoại giang hồ không? 93 nữa hả? À, 93 tuổi nói 903. Làm nhỏ tưởng là 39, tưởng hỏi có chồng chưa? Mà thiệt tình ngoại bao nhiêu người con? Không có con đâu. Mới nãy một con nhiều, giờ không con? Có cũng không, mà có cũng như không, mà không cũng như có. Có cũng như không, mà không cũng như có. Nó không có nhất định mà. Vậy hả? Nó không có nhất định cho nên nó phải như vậy. Tại sao ngoại nói khó hiểu quá? Thì có cũng như không. Đây cũng con. À con cũng là con. Cũng con. Dạ đúng rồi. Con. À. Dạ đúng rồi. Cháu. Dạ. Lạ gì mấy cái này. Dạ. Ừ. Giờ mỗi ngày ngoại đi nhỉ, ai nấu cơm ngoại ăn. Nhìn đây. Thì con nấu. Con nấu hả? Ờ. Vô tới con thì gặp thì con nấu. Dạ. Mì ăn. Tới đây thì gặp con nấu mì ăn. Dạ. Đi chỗ khác gặp con nấu, gặp nấu thì hỏi cùng đâu ăn, cùng của con à. Đó cũng của. Dạ. Hồi nãy ngoại nói hôm qua ngoại đi vô quán ngoại xin tiền mà không xè tay xin tiền, mà ngoại hát xin tiền không hả? Hát à? Ủa. Người ta cho thì tất nhiên là gọi rằng xin tiền à. Người ta cho tiền mình hát, người ta cho tiền à. Thì tất nhiên là kêu là cũng là xin tiền. Dạ. Chừng nào mình không nhận tiền là cái đó không. À. Mà mình hát mà người ta cho tiền cũng như là xin. À. Nhưng mà không có đưa tay ra, tôi nghèo, tôi khổ, tôi già, không làm gì. Không có than, thở. À. Cho cảnh không, không đem cái cảnh thảm ra diễn. Không đem cảnh thảm ra. À. Hát, khách nghe được cái bài ca tiếng hát. Yeah. Thì khách vui, khách cho. Mình không nhận khách cũng buồn. Yeah. Mình nhận cho khách vui. Yeah. Mình có gì mình cho người ta cũng vậy. Yeah. Mà ta nhận thì mình vui. Yeah. Mà ta không nhận mình về mình cứ phân vân ở trong tâm mình. Yeah. Đúng không? Yeah. Như vậy là ngoại có mấy bài hát nào đọc không? Đọc lạ không? Mà hay không? Có bài à? Bài hả? Ừ.
bài nãy ngoại hát đó. Đâu có biết chữ đâu. Chẳng có. Còn bài nào nữa không? Bài nãy bài gì? Hình như nãy con cò. Ngoại hát bài con chim. Con cò. Con cò. Con cò. Ừ. Rồi còn bài nào nữa không? Bây giờ giấc mộng đầu từ nay thức tỉnh. Chí tâm cầu đạo đức hiền quy. Niệm rành sáu chữ từ bi. Thân tâm an lạc bước đi vững vàng. Yeah. Nơi trần tục muôn ngàn cảnh khổ. Yeah. Biết đâu là bến đỗ bình yên. Quá hay luôn. Vì ham danh lợi của tiền. Đeo mang nghiệp quả não khuyền tấm thân. Quá hay luôn. Đi ai cũng muốn duyên phần tư đẹp. Yeah. Ráng lo tu để dẹp lòng tà. Yeah. Sanh ra trong cõi ta bà. Yeah. Làm sao thoát khổ để mà an vui. Quá tuyệt vời luôn. Bao năm tháng dưỡng nuôi ý chí. Yeah. Ngày lẫn đêm đạo lý phụng hành. Yeah. Về nơi đất Phật an lành. Yeah. Mở lại giải thoát tử sanh luân hồi. Yeah. Đời và đạo xét coi cho kỹ. Dứt không cần trực chỉ tay phương. Yeah. Đạo tu chân lý tỏ tường. Yeah. Phù du kiếp sống về thường mỏng manh. Yeah. Ngừ hành đạo để dành công quả. Yeah. Còn nghiệp đời xin trả cho xong. Mai sau dứt nghiệp hồng trần. Linh hồn thanh thản loan bằng phiêu du. Quá tuyệt vời luôn. Được không? Quá hay luôn. Ngoại con bài nào nó móc ra chỉ cho cháu ngoại luôn đi. Còn bài nào nữa không? Móc ra chỉ cho cháu ngoại luôn. Hết rồi ạ. Hả? Hết. Hết hả? Dạ nè. Con với ngoại đi ăn cơm đi. Kiếm quán nào hai bà cháu mình lay gai về, về lon nước ngọt. Chú ngoại về lon bia nha. Không vô trong quán ngờ. Dạ ngồi đâu? Khách cho ở... ở chỗ nào thì ăn ngay chỗ đó. Ở đây nha. Ngó tới ngó lùi đâu có cái quán nào đâu. Có một chào bán gạch không à. Có một chào bán gạch sau lưng mình nè. Rồi sao ăn? Cái đống gạch này sao ăn? Giờ chỉ có kiếm quán cơm mới có chỗ ăn được không? Thôi. Chưa đi... rồi 12 giờ nắng chăng chết. Đi công việc rồi gặp cái ca này cái rồi trật công chuyện rồi. Trễ nãy rồi. Tôi thì tôi không lo. Dạ. Tôi thì nghiêu ngao về đường. Dạ. Từ thở nhỏ tới giờ rồi. Dạ. Còn khách á, thì đi công việc. Dạ. Cũng có giờ giấc. Dạ. Làm như vậy trễ. Dạ, trễ công chuyện à. Trễ công chuyện. Công chuyện của ai có ngoại? Thì khách cứ nhận xét. Con đâu có công chuyện. Con là đi nhiều chuyện chứ không phải là con đi công chuyện. Mà con đi nhiều chuyện gặp ông ngoại là nhiều chuyện đúng hợp lý luôn rồi. Đúng không? Bây giờ con với ngoại hợp chưa? Quá hợp luôn hả? Xong kiếm hợp ít hai bà cháu mình đi vô quán nhiều chuyện nè. Chịu không ngoại? Nhiều chuyện đa sự hơn. Ừ. Hai bà cháu mình đi tâm sự đi. Ha, mình tâm sự chuyện đề để cho mấy đứa nhỏ nè, mấy đứa con, mấy đứa cháu người ta học thêm những cái nào ý nghĩa của ông ngoại. Đó. Đây ha. Đây. Giờ bà cháu mình nè. Ngoại, ngoại. Dầm dầm, từ. Đây. Nắng xe. Đổi nón vô. Rồi. Ở đâu có ở Đà Nẵng đúng không? Rồi đi Đà Nẵng, rồi đi ngược Đà Nẵng. Khoan, để con bỏ đồ vô hả? Hả? Con ở đâu đầu nào có quán? Như quán nào? Cơm kìa, quán cơm đúng rồi, ngõ này nè. Nè, ngõ này nè. Ngõ này. Không. Phải đi ra là
Hả? À, quên quán cơm nhỉ? Mé bên mình luôn hả? Ừ. Phải không? Sao ở đây con lấy quán cơm nè, đằng sau lưng bà nè, sau lưng bà quán cơm nè, quán cơm gà. Quán đó không phải, nói cùng quán ta bán gà để đâu nướng nướng từ lâu rồi. Đây 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 nón. Này đâu nướng. Rồi nón cũng ngon quá không? Bà chịu đội nón lá không? Rồi con đội nón này. Rồi đi, bà nói chịu quán dưới thì di quán dưới. Quán này nó bán cẳng gà chứ không phải bán cơm gà. Trời, đi nhanh dữ vậy. Đi ăn cơm. À bữa nay cúng mà, cúng em mà, đi đi miết thôi à. Cúng em đi, cúng em gái. À. Gái mới mất bữa nay 49 ngày. Em gái của cụ hả? Ừ. Đang nhẫn ra nè. Ừ, đi qua đi. Đi nha. Đó. Ừ, rồi đi nha ngoại. Đi ông leo lên xe này con chở. Chạy xe này nha. Rồi. Rồi, bây giờ chạy sao? Dành ra, cầm dùm cái bịch đó. Đó, bà ngoại bỏ chân lên, bỏ chân lên luôn để xe chở. Nha. Không, xe này về dễ, bà ngoại chống chân xuống được, nó không có té. Lên. Rồi, leo lên. Leo lên, rồi. Xe này của con motorbike, Lamborghini á. Rồi, leo lên nè. Rồi, leo lên, ngoại. Leo lên. Rồi. Ngoại ngồi đấy đi. Lẹ đi, quán cơm nó dẹp. Có tí tẹo hả? Nó không đủ bự hả? Rồi ngồi được, ngoại ngồi đi. Đó. Không đi xe này phải không? Đi xe này cho bảo đảm. Đi cà lâu chân cho bảo đảm à. Rồi. Đi nhanh thấy sợ luôn vậy. Chàng thanh niên mà lội bộ không lợi bà già luôn nữa nè. Biết ta có dẫn vô nhà người ta có ý kiến gì không biết à? Mình không biết được. Vậy hả? Cứ đi đại đi, không sao đâu. Có ai có ý kiến gì nói sao? Nếu ai có ý kiến gì mình nói sao? Quẹt. Rồi. Làm bắt đầu mày, bà. Coi chừng chó. Ủa bà đi đâu vậy? Ở đây đâu phải quán cơm. Ở trời đất ơi. Đây đâu phải quán cơm đâu. Rồi để lên đây. Bỏ này lên đây hả? Rồi. Tụt đúng lên. Ừ. Bà đi quay với người ta. Nhà bà chung kia. Vậy hả? Nhà đây nhà cháu bà. Ờ à, nhà này cháu hả? Trời ơi thấy đi dọc đường tính lợi giúp. Có một thằng nó cũng lên Facebook rồi. Cũng mấy ngàn like rồi. Thằng nó đi xe con. Coi quá trời luôn. Mấy triệu. Nó bỏ bà lên xe chở ở giờ nhà bà rồi xuống xe rồi không có nhiêu đó. Vậy hả? Ừ. Trời đất ơi. Giờ chú cụ giờ nhà bà đâu để con trở về? Hay là đi ăn cơm, nãy hẹn con đi ăn cơm rồi. Ăn chay. Ăn chay hả? Bán chay trường đó giờ. Ăn chay mình kêu quán làm chay ăn. Trời ơi, nãy giờ dắt ngồi ca múa hát, múa đằng kia rồi ca nữa. Rồi. Bán thư đồ hay lắm á. Hả? Có đọc thư mà bà chúc gia đình đồ hay lắm á. Rồi bà ngoại giấu nghề rồi. Chúc hồi nãy bà ngoại. Chúc mấy cháu đi ngoại. Đó là cháu ngoại. Chúc cho ta quay Facebook đi. Rồi bà ngoại đọc có mấy bài nữa để cho tụi con học hỏi đi. Lấy mấy chai nước Hận ơi. Đọc thơ con cò đồ á. Rỡ con cò rỡ. Con cò nãy đọc rồi. Bây giờ chuyển đồ á.
niệm Phật á, mấy bài mà Phật pháp á, chỉ cho con cháu nó học ở đời làm sao cho nó tốt, nó sống tốt hơn. Niệm Phật mới trí thông minh đó. Ừ. À nó thằng nhóc này nó biết nè, niệm Phật nó trí thông minh gì đó. Rồi ngoại nói ơi. Bao nhiêu nghiệp ác chẳng sinh giàu lầm. Bà đi đọc thơ đi hát người ta trả tiền, cũng ra cái quán ngọc quý không bà, quán ngọc quý à. Ừ, đi còn nhanh hơn mình đó. Hay đi quá trời lẹ luôn chứ. Cái đường này chạy chốc mấy ông qua đi, bà đi từ đây vô trong Cà Nó Quán á. Vậy hả? Bà đi về, bà quẩy một bông luôn. Dạ bây giờ bà ngoại uống nước trước đi, uống nước trước tính sao. Đây, nước suối. Mà tôi hỏi mấy chú là... Uống nước trước đi rồi hỏi. Tao quay tao like mà. Uống nước trước đi, ngoại uống ta nước trước. Tao nói chuyện lâu lâu tao mừng à. Lâu tao mừng tao like. Mỹ già ngoại. Không dám mừng đâu á. Việc người ta làm, người ta làm. Mình phải biết từ đầu cho đến đuôi. Đúng rồi. Tại chạy ngang thấy bà ngoại ngồi giữa đường. Ừ. Xong con leo xuống vừa vòng xe lại là thấy ngoại đứng lên. Ừ. Ngoại đi xong tự nhiên ngoại ngoái lại dòm con, ngoài như ngoại ra phát hiện con đi kiếm đi theo sau lưng. Ừ. Dạ. Yeah. Mà mình khá em lạ. Em của ngoại là mất được 49 ngày. Hồi nãy chị kia nói. Bà ở đây là em ruột bà em út. Em ruột bà chết rồi chết. Là nhà này hả? Nhà này hả? Bà làm gì không bà? À. Hèn gì là bữa nay nhớ người em đi kiếm không? Hồi nãy hỏi nhiêu tuổi đâu, 903, mình hết hồn tử 39, trời ơi. 39? Cái chị muốn nào? Em ủa bà, em bác cũng vẫn còn... Vậy? Còn nữa. Ngoài uống nước đi, rồi tính. Nè, uống mấy nước chứ đã. Một ông anh của bà đây là... Chúc miệng hả chứ? Chúc miệng hả? Đánh ngăn mới uống. Ăn trâu. Hẹn gì? Móng gói thuốc cho, kêu bập đi, mời chiến hữu nhau mời uống thuốc. Lấy nhảy hết hớp rồi uống lắm. Nhảy hớp luôn hả? Hát rồi. Bữa có hai thằng thanh niên nó bắt báo đỏ là sinh con rồi, nó sim rồi nó. Không hát rồi. À vậy hả? Trời. Bà nghe á. À. Cháu ở nhà bà luôn. À. Phòng rồi góp đó. Rồi rồi. Đâu biết đâu, tưởng này lụm dây trang ngoài đường. Em định thấp vô hỏi chuyện dắt viên cơm lát nữa cho. Hai bà có nhiêu đây à mà quá cầu luôn. Nha. Rồi rồi à, ngoại đi Lamborghini. Chở bà về nhà bà. Rồi rồi. Này bà đi ra đi vô cái mặt cuối cũng còn lắm. Bà hãy cho bí à, chú nghe. Rồi rồi. Cò lớn cò. Trời bà ngoại ăn trầu chưa? Bạn chầu uống nước để con mở ra coi. Trí thông minh gì á, niệm Phật mở trí thông minh gì á. Đó, chỉ cho con niệm Phật coi. Đúng rồi. Chỉ con niệm Phật nha. Chỉ gần lát con mới mua bịch dây chai nha, nãy con hỏi rồi đó. Trời ơi, mới gặp lần tiêu. Ngoại bán dây chai con cần mua. Bao nhiêu mà tôi bán ký 50 ngàn nó trời đất ơi, dây chai ký 50 ngàn. Dạ, chỉ chỉ con niệm Phật đi. Đọc đi, bây giờ dò đầu con trước đi rồi niệm Phật nè. Đó. Rồi. Rồi. Niệm Phật. Rồi, chỉ con niệm Phật nhớ lên. 2 3. Niệm Phật. Rồi, ngoài chỉ con niệm Phật. Sao mà thấy cái gì vậy? Hử? Cái gì vậy? Cái này hả? Ừ. Cái này là hai con gì? Hai cái đèn pin. Hai cái đèn pin. Rồi ngoại chỉ con niệm Phật đi. Thấy hai ông này đã sợ rồi. Thấy hai ông này đã sợ rồi hả? Ừ. Hai ông này là hai ông phải ký. Ờ, hai ông này sợ rồi hả? Ký cho đúng. À. Còn cái ông này á, cái ông này á là ông để vô rồi ông lấy ra, rồi ông kiếm ở ngoài kia ông đem vô. Cái ông đây là ông này. Ờ. Là ông nhiều chuyện là con không. Người nào cũng có. À, người nào cũng có hả? Ừ, kia ngó kia vậy hả? Ngó kia dạ có. À. Này dạ. Cái ông này là ông này sao? Cái ông này là giờ bữa nay ngoại chỉ cho con niệm Phật nè. Đọc phải niệm Phật mở trí thông minh, bao nhiêu nghiệp ác
không rinh vào lòng. Dạ. Niệm Phật cứu được tổ tông. Dạ. Khỏi non nước lửa, khỏi vòng sông mê. Dạ. Niệm Phật tập hạ đời huề. Dạ. Một nhà xung hiệp chẳng hề ghét nhau. Quá hay luôn. Niệm Phật bớt sự ốm đau. Dạ. Bao nhiêu tật bệnh mau mau hết liền. Dạ. Niệm Phật có phước có duyên. Dạ. Tấn tài tấn lập bình yên cửa nhà. Niệm Phật ơn trái trả xong, nợ nần kiếp trước hết mong hết đòi. Mô Phật. Niệm Phật sẽ sống trọn đời, khỏi nơi nước lửa, khỏi nơi hung tàn. Quá hay luôn. Cho một tràng vỗ tay. Sao di chuyển sân khấu hoài vậy ngoại? Ngoại di chuyển sân khấu hoài đó. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc ngoại là sống lâu tới ngàn tuổi luôn. Giờ ngoại chỉ tiếp đi. Cho chừng chúng các bạn chảy máu. Để con đẩy các bạn ra. Rồi. Rồi ngoại chỉ con tiếp đi. Chỉ tiếp bằng lá bao dĩa cơm gà. Giấc mộng đời từ nay thức tỉnh, trí tâm cầu đạo đức hiền quy, niệm rành sáu chữ từ bi. Dạ. Thân tâm an lạc bước đi vững vàng, nơi trần tục muôn ngàn cảnh khổ. Dạ. Biết đâu là bến đỗ bình yên. Dạ. Vì ham danh lợi của tiền, đeo mang nghiệp quả não phiền tâm thân. Dạ. Đi ai cũng muốn duyên phần tư đẹp. Dạ. Ráng lo tù để dẹp lòng tà. Dạ. Sanh ra trong cõi tà bà. Dạ. Làm sao thoát khổ để đi mà an vui. Dạ. Bao năm tháng dưỡng nuôi ý chí. Dạ. Ngày lẫn đêm đạo lý phụng hành. Dạ. Về nơi đất Phật an lành. Dạ. Mở là giải thoát tử sanh luân hồi. Dạ. Đời bà đạo xét coi cho kỹ. Dạ. Dứt không trần trực chỉ Tây Phương. Yeah. Đạo tu chân lý tỏ tường. Yeah. Thù du kiếp sống về thường mỏng manh. Yeah. Người hành đạo để dành công quả, còn nghiệp đời xin trả cho xong. Yeah. Mai sau dứt nghiệp phòng trần. Yeah. Linh hồn thanh thản loan bồng phiêu du. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Những cái gì mà hồi nãy giờ ngoại đọc quá hay luôn, quá tuyệt vời luôn. Ngoại nghiên cứu thì không má thiệt. Ừ. Ngoại nghiên cứu ra hay ngoại có đọc sinh cách kinh sách không? Tự ngoại nghiên cứu ra hay không? Đâu không phải tự tâm mà bịa đặt ra một bài hay là một phẩm. Yeah. Một phẩm hát được đâu là ngoại tự nghiên cứu ra hết không? Ngồi đạp đầu ra. Ngồi ngắm coi trước nó sâu gì đạp đầu ta. À. Rồi á, những cái nãy giờ ngoại đọc á, thực sự á, ngoại cho á, con cháu đồ á, mà nghe được những cái này á, thấm thía và ý nghĩa để cho nó sống tốt trong xã hội. Đúng không ngoại? Đúng không ngoại? Nhưng mà cái tâm của nó. Cái tâm của nó đó. Cái tâm của nó. Dạ. Mà nó mến mộ. Dạ. Thì. Dạ. Mến mộ thì ngộ. Vì bây giờ nó có quên nữa, nó cũng tìm, nó môi, nó móc cho được nhớ ra. Dạ. Mà cái tâm của nó. Dạ. Trơn lởn, trột lớp. Dạ. Là coi con gì. Tâm mà không mến mộ làm sao mà ngộ ra được, đúng không ngoại? Làm sao đi mò đi tìm ra cho đúng rồi. Tâm phải mến mộ. Ừ. Tâm phải giữ cho trong sạch thì nó mới ngộ được ra được tâm. Ừ. Đúng ngoại. Ừ. Rồi ngoại chỉ con tiếp đi. Con nghe quá đã luôn rồi đó. Rồi ngoại uống miếng nước đây vô nữa. Đó con mời ngoại. Cái này là chưa ăn cơm gà, con đãi trước ngoại uống nước trước cái đã, để ngoại chỉ cho con thêm cái những cái gì ngoại thường hay nói. Rất là hay, rất là ý nghĩa nha. Ngoại cũng uống là nước ca đi. Cũng là ca. Ca cũng được. Ca cho nổ mũi à. Mà ngoại ca ý nghĩa. Mà cho con uống. Con dính uống hơi rồi. Là không lấy chai mới cho ngoại. Ngoại uống luôn phải không? Rồi dứt.
Hồi nãy mẹ mời con điếu thuốc, bây giờ con chính thức con hút với bà ngoại. Đó. Đây ngoại thương con, ngoại mới cho con điếu thuốc đúng không? Đúng không ngoại? Gói thuốc đâu hả? Gói thuốc ngoại đâu? Quẹt đây gói thuốc đâu? Trong bị á. Bị đâu? Con sẵn sàng hút với ngoại luôn. Đây, đây, đây. Đó, bà là quay lên đó, để con cái cây mà má má nè à. À trời đất ơi, nãy thấy ngoài đường bên chạy ghé lại coi hỏi thăm sao giúp đỡ. Đi ra lấy, đi ra lấy cái bọc. À, bà không có không nè, ngoại hút thuốc chú bộ, hút dữ lắm luôn nè. Đây nè. Ở trên tay bà anh đựng á, lâu lâu cho anh đựng. Bà đi xì con, bữa nay bà có xì 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 con một đó. Hai bà họ bà nữa, bà vợ nữa. Đây 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 đây. Số 5. Ngoài thấy con sao? Thì cũng vậy chứ sao đâu. Không có thay đổi gì hết. Bà ngoại thấy con sao? Có phải nhiều chuyện không? Tự nhiên đi đâu đường, đi đâu đường cái chặn bà ngoại lại đúng không? Bà ngoại thấy con sao? Thì hỏi cái ông đây nè. Cái ông này là ổng quan sát, ổng thấy. Rồi ổng mới ổng mới dùng cái miệng, ổng mới liên lạc với ông này phải làm việc. À hai ông này cũng thấy ông quan sát, ông thấy ổng liên lạc ông này. Ông này bắt đầu mới làm việc với ông trên. Cái ông này ổng dữ lắm á chú. Dạ. Đừng có nói. Dạ đừng có nói chuyện. Rồi bây giờ nè, dạy cho con á, niệm Phật nữa đi. Nãy giờ ngoại niệm Phật hay quá trời luôn á. Thì đó, được rồi. Còn mấy cái niệm Phật nào nữa? A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Dạ. Bao nhiêu đủ? Cứ niệm liên tục vậy là, ừ, là đủ, là an lạc, là hạnh phúc. Đúng. Chính xác, có mỗi ngày. Không ngừng nghỉ. Mỗi ngày mình ở chúng ta phải niệm Phật liên tục vậy là lúc nào cũng an lạc. Đã niệm Phật thì mở trí. Mở trí thông minh nha. Mở trí tu hay trí thông minh nào ngoài? Thông minh. Dạ. Đỡ suy xét. Dạ. Bao nhiêu nghiệp ác không rinh vào lòng. Dạ. Niệm Phật cứu được tổ tâm. Dạ. Khỏi non nước lửa, khỏi vòng sân mê. Dạ. Niệm Phật tập họ đời huề. Dạ. Một nhà xâm nghiệp chẳng hề ghét nhau. Dạ. Niệm Phật bớt sự ốm đau. Dạ. Bao nhiêu tập bệnh mau mau hết liền. Dạ. Niệm Phật có phước có duyên. Dạ. Tống tài tống lộc bình yên cửa nhà. Dạ. Niệm Phật oan trái trả xong, nợ nần kiếp trước hết mong hết rồi. Dạ. Niệm Phật sẽ sống trọn đời. Dạ. Khỏi nơi nước lửa, khỏi nơi hung tàn. À, quá hay luôn. Thôi thôi đã. Chúc cho quý khách có mâu để dành á. À cái câu chúc làm sao ngoại? Nhà mâu mâu gì đó. Bữa nay là con học hỏi chỗ ngoại nhiều lắm luôn á. Nhờ mấy cái nãy ngoại đọc mà ngoại nói là con học rất là nhiều luôn á. Con học để con nhớ, nhớ để sau này con kêu người ta niệm. Tốt lắm luôn. Ngoại chỉ mấy cái này độc đáo lắm luôn á. Ờ. Rồi. Bây giờ vậy cũng có phước rồi. Vậy cũng có phước rồi hả? Ừ. Còn cậu chúc sao ngoại? Chúc sao? Chúc nhà nhà làm sao? Nhiều không nhớ hết. Nhớ hả? Phải gặp nhiều lần. Nhiều lần. À, nhiều lần nữa hả? Ừ. Cuối tháng này con đi ra con giúp 230 người mù. Con ghé, con chở bà ngoại đi nha. Ở Ninh Hòa. Con ghé chở chở ngoại đi. Đi ăn hả? Chịu không? Không chịu. Biết sao không? Con chở ngoại ra ngoại để con đưa ra ngoại cái micro á. Ngoại ngoại nói đang cho mày những người mù kia được ăn lạc. Tôi chưa tin được người mà biểu tôi chịu. À vậy hả? Ờ. Vậy con cho bà ngoại coi trước chứng minh nhân dân được không? Sợ chỗ đi mất á. Trên đời này là không có nghi cái gì hết.
À, chỉ mình nghe mình. Chỉ mình nghe mình là chính xác nhất. Rồi sao nữa ngoại? Mình vô tình xấu lâu cái là mình bị mắc bẫy. Bị mắc bẫy liền. Ờ. Dạ. Quá hay. Chứ gì nữa. Dạ. Ừ. Rồi. Đừng thấy người ta khi ăn mà nở nở cái lỗ mũi to ra vậy. Là cái lỗ mũi to vậy. Ừ. Giờ nếu mà người ta khen mình phải làm sao mày? Cái người ta khi ăn đó là coi chừng khả nghi nhiều lắm. Khả nghi ha. À? Ừ. Vậy là kẻ ăn trộm, kẻ lắm chuyện này đang làm Khổng Tử mờ ám đây nè. Ừ. Ông này ông ghê tởm lắm chứ không phải vừa đâu. Rồi. Rồi sao nữa ngoại? Nhiều quá sao nhớ hết. Bây giờ nó ngồi ngoại nè. Trước nhất ăn cơm, con bao ngoại dĩ cơm. Cái thứ hai, nếu mà tháng sau con đi ra Ninh Hòa, con ghé lại thăm ngoại. Ngoại muốn đi á, với con làm từ thiện rồi đi, còn không đi con ghé con chơi với ngoại chịu không? Ngoại cho con thăm ngoại không? Cho không? Gặp ca thì cũng được thôi chứ mắc mớ gì không? Phải từ chối. Rồi ngoại bắt tay đi. Ngoại bắt tay đi, con ghé con thăm ngoại thiệt mà. Nha. Đó. Trời đất ơi. Thấy cái tay nè cả nhà. Bóp cái tay cho ta Apple sen mà cực kỳ mạnh luôn á. Lực lắm. Đúng lực luôn á. Bóp mạnh lắm luôn á. Chín mươi mấy tuổi mà cực kỳ lực luôn á. À. À, nhảy hả? Về báo mở Facebook coi nha. Đó. À, tập thể dục luôn kìa. Đó. Này là tập gì? Ở đây mở Facebook coi. À, trên kênh YouTube Hội Thiện Nguyện BDS. Hội Thiện Nguyện BDS. Quá trời hay luôn. Wow. Có chừng té. Ôi ôi ôi, có chừng té. Mẹ à. Cứng mà cái đó thì tao cứng cổ. Vậy hả? Trời đất ơi. Đã dần đi biết được. Kia, bỏ qua cái này một nốt nhạc thôi. Wow. Leo qua con lươn một nốt nhạc à hả? Gậy này. Chống mạnh xuống, phóng qua. Wow. Chống cái gậy xuống phóng qua luôn hả? Nốt nhạc thôi. Wow. Rồi vậy. Trời đất ơi. Thằng bạn nó lấy con dục với chính chân phỏng. Lụm thụm đó, nốt nhạc bay qua. Trời. Ủa này à? Phỏng. À, có cái gậy đạo đó. Còn cái gậy của ngoại. Ờ, dâu quá. Đây là con dâu hả? À. Mẹ xuống mà lâu lâu có gặp lần ảnh ở xuống Vĩnh Hảo luôn. Ảnh trong Vĩnh Hảo hả? Đây chạy Vĩnh Hảo cũng gần mà. Ngoại không ôm con miếng đi. Hồi nãy giờ ngồi nịnh nịnh ngoại ngoại không ôm con miếng nào á. Ôm con miếng đi. Ý là ôm cháu trai. Ừ. Đó. Cái điệu nhảy gì vậy ngoại? Bánh tăng. Điệu nhảy bánh tăng. Ở chân té. Vị không? Không té hả? Trời ơi. Trời ơi chú cá. Ây da. Hùng con cái lên đi. Hùng con cái lên. Tao vô đã rồi. Hai bên cho đồng. Dạ. Hai bên cho đồng. Hai bên cho đồng. Hai bên cho đồng đúng rồi. Dạ rồi. Đã gần chết luôn rồi đó. Bữa nay là con hên lắm luôn á. Được ngoại hùng con là coi như là hên lắm luôn á. Quá trời đã luôn. Lần sau con ghé ăn kiếm ngoại nha. Nha. Lần sau con ghé ăn kiếm ngoại nha. Thì rất là đầy. Tại vì ta đi con đường này là hàng ngày. Đêm dạ. Thì không có cái ngày. Dạ. Có mấy giờ ngoại đi tới mấy giờ? Lúc nào cũng có. Gì? Đi đường. Lúc nào cũng đi cũng có. Ừ. Ồ. Ra vô 5-6 lần. Ra mấy Ngọc Quý nữa. Ra tới Ngọc Quý rồi quậy vô. Con nhận ngoại nè, ở đây quốc lộ nguy hiểm lắm, nguyên cái con lương á nó cao, xe có xe tải, xe bốn bánh đâu mà. Đúng rồi. Đừng có phóng qua bên bển nữa, phóng qua bển là rất là nguy hiểm. Nha ngoại nha. Tại sao? Đi hả? Đi cho coi đó. Khoan, để con mang dép vô, khoan, để mang dép vô, có chừng chó. Trời đất ơi.
Không được, bất lộn không mà. Không được. Đứng đây. Dạ đứng đây. Không được. Đứng đây. Không được. Không được, không được, không được. Xe xe không mà không được, không được, không được. Đứng đây. Không được, không được, đi vô. Thôi, không được. Đứng đây để tôi kèo qua nhìn thấy. Dạ thôi, thôi 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 thôi, không được, nguy hiểm lắm. Dạ. Không được, không được. Vậy là kêu nguy hiểm, còn một mình tôi rồi ai nguy hiểm? Đây, dạ. Đây, đi ba thứ, kèo ba thứ. Ôi trời ơi, cho đi thiệt hả? Xe. Trời đất ơi. Rồi, trời ơi. Trời ơi, nguy hiểm. Thôi, leo về, leo về. Trời ơi, leo luôn, giữa lộ luôn. Xe kìa. Không được, từ từ, xe. Xe. Rồi, rồi. Xe. Hết xe rồi, hết xe rồi. Mày muốn đừng có leo vậy nữa. Trời đất ơi. Trời ơi. Bà ngoại chịu chơi quá. Trời ơi. Giờ nhảy vô ngoài luôn đi. Múa luôn. Trời ơi. Hèn gì bà ngoại đi vô trong này, con chó nó không sủa. Là coi như là ngoại. Ngoại người nhà. Là tại vì là nó đi vô đó, nó biết nó quen mặt ngoại hả? Tại con người lạ. Giờ vậy ha. Con định mà con tử ngoại ở đâu? Con tính ghé lại thăm ngoại. Con giúp đỡ ngoại. Nhà té ra nhà ngoại con cái đầy đủ. Thôi cái này con lì xì ngoại nha. Ngoại uống ngọt thôi nha. Con lì xì còn ngoại uống ngọt thôi. Rồi. Đó. Còn ngoại để dành tiền uống ngọt thôi. Để mai mốt con ghé đây gặp ngoại. Ngoại biết nhiêu không? 500. Thôi trù rồi. Ngoại quá thông minh luôn. 500. 500. Tiền là tiền là Phật. Dạ. Tiền tức bật rò sờ. Tiền thuốc đo lòng ngừng. Dạ. Tiền nụ cười tuổi trẻ. Tiền sức khỏe tuổi già. Tiền cái đà danh vọng. Dạ. Tiền cái lộng trì thân. Dạ. Tiền cái cân công lý. Dạ. Tiền hết ý cuộc đời. Hết dạ. Ý cuộc đời. Xuống lắp đắp lại. Hết ý cuộc đời. À, hết ý cuộc đời là khi mình xuống lỗ là lắp đất lại là hết ý cuộc đời. Hết ý cuộc đời. Quá tuyệt vời ngoại. Nay gặp ngoại, ngoại cho những cái câu nói này thật rất là giá trị trong cuộc sống. Con thích nghe các chư tăng nè, thuyết pháp nè, cũng như là các người lớn tuổi dạy nói chuyện về đạo pháp á, con thích nghe lắm để con học hỏi. Đó. Đúng đúng đúng. Đó, lên thử ra. Đúng. Đúng. Thành thử ra con muốn ngoại đọc cho con nghe nữa. Mà nhiều quá nghe cũng không nhớ hết. Làm sao nhớ hết. Dạ. Một bài cũng như mình đi học hồi nhỏ mình học. Dạ. Thầy ra bài mình học. Dạ. Thuộc hết bài xong rồi thầy ra bài mới cho mình. Dạ. Chứ bây giờ hầm bà làng thí tố vô một lần. Hầm bà làng thí tố vô. Nó đi luôn hết luôn chứ đừng. Dạ. Ủa? Hỏi cái quên nó là nó kéo nhau nó quên hết luôn. Bây giờ nè con hỏi ngoại tên gì? Con tên Sang nè, con giới thiệu ngoại con là Sang Nhiều Chuyện. Người ta hay đặt con ở trên mạng là Tám Sang Nhiều Chuyện. Đó. Rồi bà ngoại nhớ tên con nha. Để mốt có thằng Sang Nhiều Chuyện ra thăm ngoại. Giờ ngoại cho con biết tên để mốt con ra đây con còn hỏi. À, bà ngoại văn hồ hay là tên gì? Hết ngoại tên gì mới được. Còn không ăn mà hết họng nói. Còn không ăn mà hết họng nói. Tại cái tại con nhiều chuyện vậy đó. Ngoại giả con cả đi. Ngoại tên gì? Nói cả họ lẫn tên. Dạ được. Trần Thị Lại. Trần Thị Lại tức là ngoại lại. Tên ngoại lại. Đi qua đi lại. Đi qua đi lại đó. Lại đi qua đi lại. Ừ. Dạ rồi. Con nhớ rồi. Mai mốt con ghé về đây con hỏi bà ngoại lại. Là bà con ở đây biết rồi đúng không? Đây là con. Con của cô ngoại. Con không, con của em.
em út. Dạ. Chết rồi. Với hai nữa nè, con nói ngoại nè, nãy giờ con tưởng ông ngoại ngoài đường. Bà con mình bà à, bà vui. Là xong rồi, là xong bây giờ là có mình bảo người đó không có nhà mà có điện mà vô đây nuôi. À. Đi ở. Dạ. Còn bà con mình bà à. Dạ. Bây giờ con nói ngoại nè, hồi nãy con đi đường con thấy ngoại ngồi ngoài lộ đó. Con quay đầu xe lại, thấy bắt đầu ngoại đứng lên ngoại đi. Ngoại đi chút xíu ngoại ngoái lại. Con mới đi theo. Con tưởng là ngoại đi nhặt nha trai khổ không có chỗ ở. Con định giúp ngoại, con chở ngoại về chỗ máy ấm của con. Con có quen biết hai cái chỗ máy ấm rất là tốt. Định chở ngoại gì đó, giúp đỡ ngoại. Nhưng mà thấy ngoại vui quá, nãy giờ con cũng cà gỡn với ngoại. Nếu mà con có nói sai á, xin ngoại tha thứ cho con. Con nói đây là sự thật. Tại con thấy ngoại vui quá, con tính giỡn vui với ngoại. Nhưng mà trong lời nói con nếu mà có cái gì mà sai á, mà hổng láo với bà ngoại á, xin bà ngoại tha thứ cho con nha. Không không không, cái chuyện mà vui giỡn yeah. Không có kết vô được. Dạ yeah. Vậy là ngoại quan hỷ cho con ha. Ở vui giỡn thì hết giỡn là tan mất. Dạ dạ. Biến liền. Dạ. Thì bây giờ con biết tên của ngoại rồi. Mốt con có đi ngang con ghé đây con thăm ngoại nha. Ngoài mà ngoại nhớ nha, cái mặt này là cái thằng tám sang nhiều chuyện. Người ta hay đặt con là cái thằng nhiều chuyện. Đi dọc đường đâu đó, lắm chuyện cũng lại tán dốc với người ta đó. Đó. Ngoại thì nhớ trên không? Trên đời này nó có cái ông này là hỡi ai có ông này là không ít thì nhiều, không nhiều thì ít. Ông này ông nhiều chuyện. Là cái miệng nhiều chuyện. Cái ông đây á. Ông đây ổng tinh ranh lắm. Mà ông này thì ổng nhiều chuyện lắm. Là hai con mắt của con tinh ranh. Cái miệng con là nhiều chuyện. Nói chung chung. Nói chung chung à. Từ loài người cho đến loài thú. Dạ. Đúng không? Dạ. Luôn luôn nào cũng có cái cái cặp đèn pha này. Ừ. Với lại cái miệng ăn, miệng nói. Ừ. Dạ. Méo bên này, méo bên kia, trở bên nọ. Dạ. Trở bên khác. Dạ. Khi gì lòi ra, khi gì giấu đi, khi dạ. Gì lắp. Dạ. Bớt. Dạ. Cái ông này với cái ông này, hai ông cũng thắc mắc lắm á. Thắc mắc hả? Ờ. Hai ông cũng thắc mắc lắm á. Ờ, sao thắc mắc ngoại giải thích để cho con hiểu thêm. Ờ. Nói rồi nói nhớ. Tôi nhớ rồi, tôi nhớ. Ông nhớ ra. Từ ông đây, ông ngạc nhiều nói phải á, đúng yeah. Đúng không? Dạ yeah. Nó hai ông. Hai ông. Bây giờ nè, ngoại nè, con hỏi thiệt ngoại nè, nãy giờ con đến đây gặp ngoại, ngoại thương con không? Ngoại thương con không? Chú đừng hỏi mắt ông. Dạ yeah. Không, tôi nói có cũng được. Chú làm sao ở trong này tôi được. Đúng, chính xác. Đúng không? Đúng rồi, ngoại nói câu này đúng. À, đừng có hỏi chuyện mất công. Ừ. Miễn con làm sao mà có trong lòng của ngoại để ngoại nhớ được rồi. Chính xác. Thôi đừng cho ngoại hút thuốc nhiều quá không có tốt. Ngoại đừng hút thuốc nhiều quá. Hỏi con tôi đâu biết. Dạ. Đâu có hút. Dạ. Vui tôi hút. Dạ. Vui là ngoại hút nhưng gặp mà, ca vậy nhưng mà con khuyên ngoại đừng hút nhiều quá nó không có tốt sức khỏe. Đúng rồi nghe. Đúng rồi. Ừ. Ăn trầu. Ăn trầu hả? Ngoại có đem theo không? Bà ngoại có đem theo không ngoại? Có. Giờ thôi cũng trễ giờ rồi. Trầu ăn không biết không, mà con nói ngoại trễ giờ là con đi nghe. Con đi rồi, có gì mai mốt con đi ngang con ghé thăm ngoại nha. Nha ngoại nha. Ừ. Ừ. Con chúc bà ngoại sống tới lâu tới 1000 tuổi. Cái ông này nè. Ông này thì ổng. Cái ca của ổng mà không ai chịu nở hết. 1 tuổi cũng được. 1000 tuổi cũng được. 500.000 cũng được. Dạ. Yeah. Ổng là thôi chứ yeah. Không, bây giờ nghe nè ngoại. Con muốn ngoại tặng cho con một cái sự chỉ giáo cho con. Mà ngoại nhìn cái gương mặt của con nè.
cái tướng của con nè, cái hình hài này á, có cái cuộc sống của con như thế nào, con người con ra sao, con muốn ngoại nhìn con để chỉ thẳng con, để mà con còn nhận thức được cái bản thân này của con tốt chưa, nếu chưa tốt để con làm nó tốt hơn. Thôi nè, tôi không có chịu vậy đâu, tôi phải cày bối. Kiếp lấy cái đặt tôi là cái bà thịt ướt. Vậy là không được, vậy là con với ngoại là bạn đi ha. Rồi về ngoại không thích tại con không hỏi. Rồi giờ con với ngoại đi ăn cơm đi. Ha. Tôi lên đó nó tôi xuống cái là được biết là ngoại ăn chay trường này 60 năm. Ăn chay trường. Chay trường 60 năm là 60 năm. Ngoại ăn chay trường 60 năm hả? Ngoại ăn chay 60 năm. Được biết thông tin là vậy. Wow. Ngoại ăn chay trường sao ngoại chỉ con đi. Ngoài quá khỏe luôn á, quá trời khỏe. Đây là cũng cái duyên. Dạ. Đây cũng cái duyên. Dạ. Mẹ con mình gặp cái kiếp trước hồi nào mình chưa. Cái kiếp trước hồi nào mình chưa biết. Dạ. Đến lúc mình xuống rồi bây giờ mình lên lại. Dạ. Kẻ đi lên ngõ kia, người đi lên ngõ này. Dạ. Thành ra nó chia cách. Rồi bây giờ gặp lại. Gặp lại rồi. Ta xuống ta gặp ở dưới đó rồi. Rồi dạ. Bây giờ ta lên lại thì ta cũng gặp nhau. Cũng gặp nhưng mà kẻ Nam người Bắc. Dạ. Nó xa lạ. Dạ. Nó không còn kề cận một bên, không còn thân. Dạ. Thân quyến nữa. Dạ. Nên Thành nhìn ra thấy ra. Dạ. Sau một thời gian. Dạ. Một tiếng nửa tiếng đồng hồ. Dạ. Là lần nó xì ra, lần nó xì ra, lần nó xì ra, thấy đủ hết rồi. Dạ. Từ tâm cho ý. Dạ. Từ tâm từ ý đều nó ra hết. Dạ. Đều cái sự tin tưởng. Dạ. Nó chỉ cho mình. Dạ. Rồi xong rồi. Rồi con cảm ơn ngoại nha. Chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Hy vọng con sẽ gặp lại ngoại. Nha ngoại nha. Ngoại nhớ uống nước nha. Nãy con lấy cái chai nước con gửi tặng ngoại, ngoại uống nha. Nha. Rồi. Thôi chúc. Cho con ôm hôn ngoại đi. Bên đây chỗ đều. Rồi đó. Nha. Chúc hai vị thượng độ bình an. Dạ. Đi tới nơi giờ tới chỗ bình an vô sự. Dạ. Mạnh giỏi đầu năm cho chơi cuối năm. Dạ. Điều lành đưa tới điều dữ tấn ra. Dạ. Làm ít được nhiều. Làm công chuyện cũng vậy mà làm rẫy làm ruộng cũng vậy. Dạ. Cũng là làm ít được nhiều, làm đâu được đó. Dạ. Gặp nhiều may mắn. Rồi sau ta có gặp nhau lại. Dạ. Thì tự hai ông đây. Hai ông người. Ừ. Dạ. Dạ. Con hiểu rồi. Những gì nãy ngoại nói cho để con nghe, con hiểu rồi. Ừ. Dạ. Con cảm ơn ngoại nhiều. Rồi. Dạ. Tao chung lỗ bình an. Dạ. Dạ dạ. Ừ. Con cảm ơn ngoại. Gặp lại ngoại nha. Ừ. Rồi, lấy cái điện thoại chụp tấm hình hai bà cháu luôn coi. Ồ. Chụp lại tấm hình kỷ niệm hai bà cháu. Rồi, chụp lại đứng xa xa chụp toàn thân nè. Ngoại ra đứng ở đây nè cho nó đẹp để con đá cái ghế ra. Đó. Đây điện thoại nè, hả? Rồi, con cảm ơn ngoại.
Có điện thoại. Dạ. Em có số điện thoại em cho xin số điện thoại. Em gái mà. Em gái em... gái cũ hả? Ba ơi, ba ơi, có mấy đứa mình ba là chị nó chồng ở đây, là chị cho em bây giờ nuôi bố rồi đó, có mình có ai, có nhà. Dạ. Thôi mà mãi lớn tuổi gắng cố gắng nuôi mãi nha. Dạ. Chị định định gỡ mãi đi đúng không? Hả? Chị định gỡ mãi đi đúng không? Gỡ gì đâu, có gỡ đâu. Nè, cái số em để đưa đọc cho chị cho. Thế là xin trước điện thoại của em. Em có đi ra đây rồi, có đi ấy rồi. Gỡ đi luôn để em chế đi nè. Chứ không gỡ đâu. Rồi để gỡ 0906. Con cảm ơn ngoại nhiều. Dạ. Cảm ơn ngoại nha. Chúc ngoại sức khỏe nha. Rồi kiếp trước. Kiếp trước ta có. Ta cùng chung. Ta cùng chung một số phận. Ăn ở cùng chung. Cùng một gia đình. Rồi xuống dưới, kẻ xuống trước, người xuống sau. Rồi kẻ lên trước, người lên sau. Tan rã ra. Làm hai người xa lạ. Đúng không? Dạ. Con thích mọi chỗ là tương mọi quá. Có đúng vậy hay là trọc? Dạ đúng. Trọc cứ sửa. Dạ, ngoại nói đúng. Ờ, trọc lên sửa. Dạ. Cái chỗ nào nó bị... bị trọc cái đó biết cái loa lại rồi nữa mà anh đã nghe dạ. Chứ không có cái gì mà cái gì nó đúng đúng cái gì hay cái đó là mặt mà làm chỉ tố không có gì nào nó có trọc dạ. Nó có dạ. Chứ đâu có phải là đúng hết đâu dạ. Có phải trọc hết phải không dạ. Con cảm ơn lời chỉ dạy ngàn vàng của ngoại. Dạ. Liêu này. Nãy giờ chuyển chị khách. Dạ. Con đi mẹ ơi. Ừ. Bố con gặp lại mẹ. Dạ. Con mấy ba ngoại nha. Dạ. Chúc ngoại sức khỏe nha. Dạ. Điều tiện hay là cho con lên đường đúng không? Dạ, con cảm ơn ngoại. Dạ. Rồi, con lên bye ngoại nha. Dạ. Rồi. Dạ. Kia nó chạy xe, nó ngồi bên kia nó lái. Dạ. Dạ, dạ con chừng xe. Đừng có khen mà có cái gì dở đừng có chê. Dạ. Lúc nào cũng cười và ừ. Cuộc sống vui vẻ đúng không mày? Từ từ ta sửa lại chứ đừng có chê. Dạ. Nghe. Dạ dạ. Thật sự nhìn bà ngoại rất là đáng yêu. Yêu bà ngoại quá trời luôn. Rồi xin chào tạm biệt, bye bye nha.